Bạn thân mến, chúng ta đang ở trong những ngày Tam Nhật Thánh, kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Khi nhìn lên thánh giá, chúng ta nhận thấy tình yêu cao vời mà Thiên Chúa dành cho con người. Vậy để cảm nhận sâu xa tình yêu ấy, giờ đây mời bạn cùng chúng tôi tiếp tục cầu nguyện với loạt bài Phúc Hồi Tâm Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang của cha Joseph Stadlow dòng tên. Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông và tất cả uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa." Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Phản tỉnh. Khi chúng ta đón nhận mình và máu Chúa Giêsu với lòng tôn kính, chúng ta bày tỏ một niềm khao khát thánh thiện. Sự tôn kính và thành tâm của chúng ta không làm cho chúng ta xứng đáng đón Chúa vào nhà mình. Tuy nhiên, Chúa vẫn đến. Vì vậy, chúng ta có thể chào đón Ngài bằng việc giữ gìn ngôi nhà của mình ngay ngắn và ngăn nắp. Tạ ơn. Bạn hãy cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Người ban cho bạn trong ngày hôm nay và trong cuộc sống của bạn. Vì tất cả những gì bạn là và bạn có, và vì lời của Người hướng dẫn bạn. Xin ơn soi sáng. Bạn hãy cầu xin Chúa Cha cho bạn nhìn lại ngày sống của bạn như cách Chúa Thánh Thần nhìn và giúp bạn nhận ra những gì bạn cần thấy. Tìm kiếm Thiên Chúa. Bạn hãy nhìn lại ngày sống của bạn dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Bạn nhìn lại những gì bạn đã làm và chưa làm. Bạn có đang nuôi dưỡng một thói quen xấu không? Bạn có tìm thấy Chúa trong sự tĩnh lặng không? Thú nhận tội lỗi. Bạn có phớt lờ Chúa không? Bạn có bỏ bê những quà tặng Chúa ban không? Bạn đã làm hài lòng người khác thay vì làm hài lòng Chúa ở điểm nào? Trước thánh giá, bạn hãy bày tỏ lòng thống hối với Thiên Chúa và ăn năn tội lỗi của mình. Tôi cần làm gì? Bạn hãy giữ vững niềm hy vọng. Bạn cần làm những gì ngay bây giờ? Bạn cần tránh những cám dỗ nào? Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa của trời và đất, Chúa thu gọn tình yêu của Chúa lại và tìm đường đi vào hàng tỷ linh hồn để đến thăm và thậm chí ở lại, làm con ngạc nhiên và tự hỏi liệu tâm trí và trái tim con có đủ mở ra để nhận ra rằng Chúa đang ở đây không, và để tiếp tục sống trong tình yêu kiên vững không ngừng nghỉ của Chúa. Lạy Chúa, trái tim con như loạn nhịp. Xin Chúa giúp con luôn yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, cho đến khi toàn bộ tâm trí và trái tim con ngập chìm trong Chúa, ngay cả trước khi Chúa lại đến. Amen. Mời các bạn tiếp tục đi cùng chúng tôi trong loạt bài Từ Tro Bụi Tới Vinh Quang Đến Cuối Hành Trình nhé. Cầu chúc các bạn trở thành suối nguồn tình yêu cho những ai bạn gặp gỡ trên đường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài podcast tiếp theo. Thank you.
yêu Chúa đành chịu chết đổ máu đào để cứu chuộc tôi con. Vì yêu Chúa đành hy sinh ân mình trong tấm bánh nhỏ. Vì yêu Chúa đành chịu chết đổ máu đào để cứu chuộc nhân trần. Mãi tự muốn đời Ngài vẫn hằng yêu con, nên đã hiến mình làm lễ tế tiên dân, để thịt máu Ngài còn ở lại trong con. Nên nấu thân mình vào bánh rượu tình trong. Con yêu Ngài bằng hết tâm chân tình.